Ê! Ê! Long! Chú này á là bạn của ba. Nhận ra tao à? Ê, không ngờ 10 năm mày cũng nhận ra tao. Sao không nhận ra được? Bạn bè chiếu cốt mà. Nhìn dáng mày á là tao nhận ra ngay. Vẫn thua mày. Mày ngày xưa mệnh danh là vua tốc độ mà. Chuyện đó lâu rồi, nhắc làm gì nữa. Tao với mày đuông vòng nha. Thôi, không được đâu. Bữa nay có con tao. Với lại tao bỏ lâu rồi. Giỡn thôi. Bây giờ mày làm cha, gương mẫu thấy rõ luôn. Con nè. Dạ. Ba con á, hồi xưa là một tay đua tốc độ đó. Gái mê nhiều lắm. Thiệt hả chú? Thiệt. Thôi, nó nhảm gì vậy? Đi. Dẫn đường đi. Vô, mừng ngày hội ngộ. Lúc mày rời khỏi nhóm thì tao có gây tai nạn chết người, phải ở tù 8 năm á. Hey, cũng may á là có thằng em tao nó giúp đỡ, sống lây lất qua ngày. Kệ, tới đâu hay tới đó. Lúc này tao không thể giúp được mày, bởi vì lúc này gia đình tao cũng khó khăn quá. Hồi đó tao nghe nói là mày có vợ, rồi mày được mấy đứa, con trai hay con gái vậy? Tao có đứa con gái, nhưng mà vợ tao bỏ đi lúc nó còn nhỏ lận. Bây giờ cô ấy sống sung sướng, giàu sang phú quý, lại có thêm thằng con trai nữa. Mà cũng may, con bé hiền dễ thương lắm. Mà nè, bây giờ tao thấy gia đình mày hạnh phúc ấm êm vậy tao cũng mừng. Đúng là con tao hạnh phúc hơn con mày, vì có đủ cha lẫn mẹ. Nhưng mà nó cũng tội lắm, nó bị tim bẩm sinh, bây giờ phải mổ thì mới sống được. Mà mày cũng thấy rồi đó, cái nghề sửa khóa của tao kiếm sống còn không đủ, lấy tiền đâu ra mổ cho nó. Nhưng mà mày phải làm đủ mọi cách để cứu con mày chứ, chẳng lẽ như nó chết sao? Đúng không? Vì cuộc đời là niềm tin khát khao, vì cuộc đời còn gian khó thăng trầm, ta vươn cao đôi tay ta